Messi vượt thành tích của Pele sau cú hat-trick giúp Argentina thắng đậm. Argentina đánh bại Bolivia 3-0 trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Messi lập hat và chính thức vượt qua thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của vua bóng đá Pele. Sau sự cố hủy trận đấu với Brazil tại Sao Paulo cách đây 4 ngày, Argentina trở về Buenos Aires tiếp đón đội Abchot Bolivia. Đẳng cấp hơn hẳn giúp Argentina dễ dàng áp đặt thế trận và có được bàn mở tỷ số nhờ công Lionel Messi. Messi tiếp tục chói sáng và hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina ở hiệp 2. Ngôi sao Paris Saint-Germain đã có 79 bàn thắng cho đội tuyển Argentina, vượt qua thành tích ghi 77 bàn cho đội tuyển Brazil của vua bóng đá Pele. Argentina tiếp tục đứng thứ hai ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 18 điểm 8 trận, 5 trận thắng, 3 trận hòa, chỉ xếp sau Brazil. Los Abilete đang tiến bước dài trong hành trình giành vé đến Qatar vào năm sau.